Hôm nay Quyên hướng dẫn cách chân yến. Cách chân này thì Quyên dùng để chân yến cho ngoại Quyên bằng 5 hũ cho một tuần dùng ha. Thường thường thì một tuần thì Quyên chỉ hướng dẫn là các bạn nên dùng tầm khoảng là 5 ngày trong một tuần thôi. Tại mình để 2 ngày đó mình thoải mái cơ thể một chút xíu và mình tiêu bớt được những cái lượng thừa đi. Sau đó thì tuần sau mình lại ăn 5 bữa tiếp. Rồi, đầu tiên thì như bạn thấy đó, mình ngâm tai yến để cho nó mềm ra, sau đó là mình đổ cái nước đó đi. Và cái tai yến đó mình dầm ra và mình bắt đầu mình bỏ vào trong 5 cái hũ mình để sẵn đây. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy là những nguyên liệu mà Quyên sẽ dùng kèm phía chân. Đó là vài miếng gừng nè, cũng như là vài miếng táo đỏ. Và Quyên cũng muốn cho ngoại Quyên được ngủ ngon, cho nên Quyên cho thêm cọng saffron vào trong từng hũ yến ha. Đấy đấy, các bạn thấy đó, tất cả nguyên liệu đều đã nằm trong cái hũ chân rồi. Sau đó một hũ Quyên cho làm khoảng là 2 hộp đường phèn để hơi ngọt ngọt, vì ngoại Quyên cũng hảo ngọt ấy mà. Tiếp theo thì khi mình chưng thì mình chỉ cần là để một chiếc dĩa vào trong cái nồi chưng, đổ nước sắp sắp vào và mình đóng nắp lại, mình chưng lên thôi nha. Lưu ý cho Quyên là mình chưng tầm khoảng là 15 phút là được, sau đó là mình cứ đóng nắp đợi nguội. Sau khi nguội xong thì mình mới lấy ra mình cất ở tủ lạnh sau ha. Còn đây là cách chân thứ hai, đó là mình chỉ lấy nước thôi. Và kèm theo đó thì Quyên chỉ cần dùng cái khăn ở đáy nồi đổ thêm nước và mình đã chân được rồi. Với cách nấu thành nước này thì các nguyên liệu các bạn chỉ cần nấu sôi và mình cắt nước ra, dùng nước đó kết hợp với yến đã ngâm. Sau đó mình chân lên là mình hũ và có cái màu như là Quyên vừa mới lấy ra đây nha. Đối với cách này thì phù hợp với một số bạn đang bị bệnh hoặc là các bác lớn tuổi.